Hello, xin chào bạn quay lại kênh Lê Lĩnh Vlog của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip hướng dẫn các bạn lắp cái bộ nồi côn chống trượt của MVG1 nhập khẩu chính hãng X1R các bạn nha. Thì đây trên tay mình đây là một bộ nồi côn của MVG1, thì anh em thấy cái thương hiệu chưa? Đấy, thì là thương hiệu này rất nổi tiếng. Đấy, thương hiệu đội đua của bên Malaysia anh em. Thì là X1R đã nhập khẩu về cái bộ nồi côn này, và thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp các bạn nhá. Thì bây giờ trước khi mình hướng dẫn các bạn lắp thì mình sẽ đập hộp cái hộp đấy ra xem nó có những gì bên trong anh em nhá. Ok, giờ bắt đầu sẽ tiến hành đập hộp. Đấy, thì đấy, đây là một cái hộp nguyên đai nguyên kiện của MVG1 các bạn nhá. Đấy, nồi côn chống trượt X250. Đấy, thì đầu tiên đấy là sẽ phải là khi các bạn mở ra thì sẽ có 5 con lò xo. Đấy, bộ nồi côn này cũng không khác gì của Uma cả, cũng 5 lò xo và 5 ốc các bạn nhá. 5 lò xo, 5 ốc. Đây thì đây. Đó. Tiếp theo này mình sẽ bỏ dưới đất nhá các bạn nhá. Tiếp theo là cái nắp nồi. Đấy, nắp nồi. Đấy, thì nó là 5 lò xo các bạn nhá. Nhôm nguyên khối rất là sáng. Kèm theo đó này, đây là cái quan trọng nhất, cái bộ nồi côn chống trượt này. Đây, đây là cái bộ phận chống trượt các bạn nhá. Đấy. Tiếp theo là cái đế nồi. Tiếp theo là cái đế nồi. Đây cái đế nồi. Đế nồi. Đấy, nhôm này các bạn nhìn không, sáng bóng cực đẹp luôn anh em nhá. Tiếp theo nữa là cái những cái lòng đen. Những cái lòng đen. Đấy thì rất là nhiều lòng đen luôn, thì tí mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp nhá. Đấy thì là cái bộ nồi côn này là bộ nồi côn chống trượt. Bộ nồi côn chống trượt các bạn nhá. Đấy thì tác dụng cái nồi côn chống trượt như nào thì cũng có một clip mình hướng dẫn các bạn lắp cái nồi côn của Uma dây sinh rồi. Thì cái hàng Uma dây sinh ấy thì là nó đã cháy hàng rồi, thì bây hôm nay mình sẽ thay thế của nó bằng cái bộ MVG1 cực kỳ là cao cấp luôn anh em nhá. Thì đây thương hiệu MVG1 đây. Đấy, đã khắc nhôm ở trên này, khắc ở trên này các bạn nhá. Đấy. Chống trượt. Ok anh em. Thì cái bộ nồi côn này cái khó lắp hơn với lại những cái bộ côn zin bình thường ở những chỗ nào là vì nó nhiều lòng đen này. Đấy thì tí mình sẽ nói chi tiết hơn các bạn nhá. Giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành ra lắp cho cái chiếc xe ở Bắc Giang đấy. Thì hôm nay chiếc xe đã được lột thay áo về zin rồi anh em nhá. Cái dàn áo đã xé lớp tem mà dán được 700.000 trên Bắc Giang rồi, vì nó xấu nó móng hết rồi, thì mình đã lột tem ra cho bạn đấy rồi các bạn nhá. Giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành ra lắp. Ok anh em. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn lắp nhá. Thì điều đầu tiên ấy là anh em chắc chắn là ở nhà sẽ không có đồ để lắp cái bộ này, nhưng mà mình sẽ làm clip này để cho các bạn hướng dẫn các bạn lắp, vì nó có rất là nhiều cái lòng đen, rất nhiều cái lưu ý để phải lưu ý để lắp các bạn nhá. Thì anh em xem clip này, nếu như anh em mua bộ nồi côn này về thì các bạn có thể đem clip này để cho thợ xem các bạn nhá. Thì vì tại sao là nó rất là nhiều đồ để tháo, cho nên là anh em phải mang ra thợ để lắp cái bộ này các bạn nhá. Đấy thì là đầu tiên là các bạn phải tháo yếm này, tháo bô này, tháo gian để chân này, và tháo cả phần côn, tay côn bên trên nữa để chỉnh dây côn nữa các bạn nhá. Thì bây giờ mình đã tháo gần như coi như xong rồi. Thì vì tại sao nay mình làm clip này là vì cái chiếc xe này từ Bắc Giang xuống mà mình đã làm rất là nhiều clip chiếc xe này rồi. Đấy thì là nó đã hỏng, chắc chắn là sẽ hỏng côn các bạn nhá. Bắt đầu mình sẽ tháo tất cả những con ốc còn lại ra. Ok các bạn nhá. Thì mình đã đóng cái phần xong cái đóng cái phần bắt này ra xong cho anh em xem kết quả đây. Đấy, úi giời ơi, vẫn còn đẹp lắm anh em ạ. Thì cái theo mình dự đoán ấy là cái nồi này cháy, nhưng mà nó chỉ là cháy lá thôi các bạn nhá. Cháy lá rồi anh em ạ. Nồi này vẫn còn đẹp anh em nhá. Vì giờ do lúc đấy bạn ấy do cái phần bạn ấy tăng chỉnh côn ấy nó chưa được chuẩn lắm, cho nên là cảm giác nó cũng, mình theo dự đoán nó là cháy thì đúng là cháy lá thôi chứ chưa cháy nồi anh em nhá. Đây các bạn nhá. Thì ấy, như các bạn nhìn thấy là cái lá nó đã bị chai này. Đấy thì cái lá sắt thì các bạn nhìn có thể lá sắt bắt đầu biến dạng, thì cái bộ côn này gọi là cháy mới gọi là ở mức độ trung bình nhá các bạn nhá. Thì là coi như là vẫn giữ được lại bộ lá sắt, thì phải thay bộ lá côn các bạn nhá. Bộ lá sắt vẫn giữ lại được. Thì đấy thì tiện nhân thể hôm nay bạn lên luôn cái bộ nồi côn chống trượt của MVG1 này cho nó bao khỏe các bạn nhá. Đấy thì lá côn đã cháy rồi. Thì mình sẽ thay bỏ lá côn, thì lá sắt này vẫn dùng được các bạn nhá. Đấy thì cái phần tháo ấy thì là anh em cũng tháo ra thôi. Thì ở đây nó có một con kẹp giữ lại các con ốc 19 này này, thì các bạn cậy kẹp ra và các bạn bắn ra. Ok các bạn nhá, mình đã tháo xong cái phần bát tải 4 lỗ cũ này ra.
Đấy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp nhá. Thì tất cả nó đều lắp như zin thôi, nó chỉ có khác nhau ở cái phần đệm lõng đen thôi anh em nhá. Đấy thì anh em lưu ý cho mình là trước khi các bạn tháo ra thì bạn để gọn gàng lại cái nồi này, như cái nồi này này. Cái nồi mà mình đang tháo ra này thì là cái nồi này vẫn còn tốt các bạn nhá, nhưng mà nó không được khỏe, không được yếu. Nó không được bốc thì bạn thay cái bộ nồi 5 lò xo thì được bao cho các bạn đi cực kỳ bốc luôn, cực sướng các bạn nhá. Đấy thì ở đây thì có cả con ốc này nữa để chỉnh côn này thì anh em bắn ra các bạn nhá. Để trước khi mình lắp thì sau đến bạn nào mình sẽ nói nó rõ hơn. Đấy thì là ở đây là cái bộ côn MVG1 đây. Đấy, bộ nồi côn MVG1 đây thì mình sẽ bỏ ra nha các bạn nhá. Bỏ từng chi tiết ra một. Đấy thì đây là cái chống trượt các bạn nhá, chống trượt đây. Thì anh em cho mình cái đáy đế nồi này vào. Đấy cái bộ nhôm rất sáng này anh em này. Đấy, thì anh em để vào cho mình, anh em để vào đây. Đó, tiếp theo đó là các bạn để cho mình cái bộ phận chống trượt này. Bộ phận chống trượt này các bạn nhá. Đấy thì anh em để vào đây cho mình. Đấy, thì anh em lựa nó vào nha, thì nó có những cái chiều anh em xoay đúng cái chiều của nó thì nó mới vào được cái rãnh nha các bạn nhá. Nó không phải là như cái bộ nồi côn bình thường. Đấy thì đây, cái bộ sau khi các bạn lắp xong thì các bạn thấy được độ dơ này. Đấy thì tại sao nó lại chống trượt là nó có tác dụng thì nó rất là lớn khi các bạn đi vào cái số đang ở cái vòng tua cao ấy, đi cao ấy thì anh em vào số gấp thì nó tránh được cái tình trạng mà nó bị trượt bánh sau và nó sẽ an toàn cho cái bộ số mình, nó đỡ bị ảnh hưởng đến cái phần mà nó nhiều khi các bạn vào số gấp ấy thì các bạn nghe thấy kịch đúng không? Thì cái này nó sẽ giảm cái độ chấn rất là nhiều anh em nhá. Giảm cái độ trượt của bánh sau và nó sẽ không bao giờ bị cái tình trạng là dẫn đến cái tình trạng anh em đi bào tua gấp ấy thì nó sẽ đỡ vỡ cái cục máy này anh em. Đấy, sau khi các bạn lắp xong cái bộ phận chống trượt này vào nhá các bạn nhá. Thì các bạn sẽ tiến hành là dùng cái bộ lõng đen này đi. Bộ lõng đen đây các bạn nhá. Đấy thì các bạn dùng lại cho mình. Để bắt đầu tháo cái túi lõng đen ra đây. Con lõng đen bé thì anh em đổ hết ra cái khay này cho mình. Đổ hết khay này nhá. Thì các bạn đến lúc là các bạn sẽ cài cái phe cài giữ này, anh em nhìn thấy hai cái rãnh này không? Thì anh em cho vào hai cái rãnh này cho mình. Đây cái rãnh này. Đấy. Đây nha, cái dạng như này. Đấy để chống được cái trượt nó vào nhá. Sau đó là các bạn bắn lại cho mình cái con đầu 19 này vào. Đấy. Các bạn bắn chặt lại cho mình. Các bạn bắn chặt lại cho mình nhá. Ok, đấy thì mình đã bắn chặt thì anh em có thể thấy cái phe cài ở đây này. Cái phe này thì các bạn đập lại cho mình, các bạn lấy kìm các bạn bóp để cho nó giữ chống đề con ốc ra các bạn nhá. Đấy thì sau khi mình bắn xong này, đây là cái độ dơ mặc định của nồi côn chống trượt các bạn nhá. Chứ còn những cái nồi côn zin này thì nó sẽ chắc chắn vì nó không có gì bên trong mà. Nó nguyên khối này này luôn. Đấy thì khác nhau ở cái chống trượt này cực kỳ là tốt luôn anh em. Mình đã lắp xong cái phần cái bộ cái bát chống trượt này và cái đế nồi rồi các bạn nhá. Đấy thì ốc các bạn ghim lại cho mình như này. Giờ là đến lúc sẽ lắp bộ lá sắt thì anh em dùng lại lá sắt zin lúc đầu mình nói và thay cho mình cái bộ lá côn. Thì đây thì bạn ấy chưa điều kiện kinh tế để lên lá côn Uma thì bây giờ mình thay cái bộ lá côn zin này vào cũng được các bạn nhá. Zin dùng zin đều được các bạn nhá. Đấy ok, giờ thì bắt đầu mình sẽ ngâm dầu đi. Để anh em lưu ý ngâm dầu cho mình trước khi các bạn lắp lá vào nhá. Ok các bạn nhá, thì mình vừa vào xong cái phần lá sắt lá côn rồi thì anh em lấy khẩu 10 anh em bắn cho mình cái con ốc mà ở cái bát cái nắp bát này cũ nhá, để anh em giữ lại cái phần cái ốc chỉnh côn này, dùng lại zin các bạn nhá. Đó, sau đó là các bạn thay sang cái bát năm lỗ này, năm lò xo này và các bạn vặn gá tạm nó nhá, cái phần này chưa cần vặn chặt các bạn nhá. Thì cái dấu này anh em nhớ lưu ý cho mình là cái dấu này với dấu này nó phải trùng với nhau nhá. Thì các bạn có thể thấy đây là rất là nhiều cái lõng đen này, rất là nhiều lõng đen. Đây nhá, thì anh em thấy cái lõng đen to này nhá thì các bạn bỏ vào đây cho mình. Cái lõng đen to có đùng mà nó dày này các bạn bỏ vào trong này. Đấy trước khi các bạn ép cái lá nồi cái ố nồi vào các bạn nhá. À cái nắp vào ấy. Đấy thì các bạn bỏ vào đây cho mình. Đấy kèm đến sau là các bạn mới ghép cái phần nắp nồi các bạn nhá. Đây thì hai cái dấu này phải song song với nhau này. Đây hai dấu này, đấy song song với nhau. Đấy là nó đã vào. Đấy nó đã vào như này các bạn nhá, nó phải khít như này nhá, nếu như mà anh em lệch dấu là nó sẽ bị lệch các bạn nhá. Đến tiếp theo này là bắt đầu là anh em sẽ cho cái lò xo. Thì anh em nhìn cái lò xo của MVG1 cũng rất là đen cực đẹp luôn các bạn nhá. Đấy. Thì các bạn ở đây nó có rất một đống lò xo này, đống lò xo nhỏ này, rất là nhiều luôn các bạn ạ, rất là nhiều luôn, mình cũng không đếm nó là bộ này cho bao nhiêu cái ấy. Nhưng mà nếu như mà anh em đi ở với cái chế độ bình thường mà không phải đi tốc độ cao ấy thì anh em cho mình hai cái lò xo nhỏ này và một cái con ốc này. Đấy và một con ốc như này các bạn nhá. Đấy hai cái lò xo anh em lưu ý cho mình là hai lò xo nhỏ nhá. Đây hai lò xo nhỏ này. Đấy.
và trong con ốc này, sau đó là các bạn đặt vào đây cho mình và các bạn vặn vào. Đấy, mỗi một con ốc anh em cho hai cái nhá. Ok các bạn nhá, thì mình vừa vặn xong gá tạm 5 cái con lò xo vào rồi, thì mình sẽ đếm còn lại xem còn bao nhiêu cái nhá. 2 này, 4, 6, 7 cái nữa. Họ làm lẻ là sao ấy? Đây còn đúng 7 cái lò xo nữa các bạn nhá. 7 cái lò xo nữa. Thì nếu mà anh em mà muốn cho nó nhẹ hơn thì anh em cho khoảng tầm 3 cái mỗi bên đi thì là vẫn đủ các bạn nhá. Thì là vẫn đủ thừa 2 cái. Thì với cái mà cái khuyến nghị của nhà máy ấy, thì là nếu anh em đi ở cái tốc độ bình thường mà đi ở đường bình thường ấy, thì anh em chỉ cần đi cho mình hai cái lò xo mỗi một con ốc này thì là cái côn mình nó vừa tầm các bạn nhá, nó sẽ không bị nhẹ quá mà sẽ cũng không bị nặng quá các bạn nhá. Nếu mà anh em nào mà muốn nó nặng ấy, thì anh em bỏ hết lò xo đi, đấy thì nó sẽ bốc hơn các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ bắn tất cả vào. Ok các bạn nhá, thì mình đã lắp xong cái phần 5 cái lò xo này, thì anh em nhìn thấy đẳng cấp không? Nhìn này, nếu như mà anh em đi một bộ lốc nồi trong suốt ấy, thì cực đẹp luôn. Đấy, thương hiệu MV rồi một đội đua luôn các bạn nhá. Lại còn nồi côn chống trượt ấy, thì bao bốc rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh. Thì đến lúc này là cái lúc mà mình sẽ chỉnh cái lá côn với lại lá sắt với lại cái bát tải nó ép với nhau, thì các bạn nhả hết ra cho mình và các bạn vặn cho mình đến vừa tầm chạm với lại cái viên bi bên trong luôn các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ vặn. Đấy các bạn thấy không? Đang vặn này tự nhiên nó dừng lại này, là nó chạm rồi thì các bạn dừng lại cho mình nhá. Đây đang vặn tự nhiên nó chạm như này thì nó sẽ chạm vừa tầm, các bạn vặn lại thì các bạn dùng cho mình cái cái cà lê 10 các bạn siết lại cho mình nhá. Ok, đấy mình đã siết xong. Giờ thì hôm nay mình sẽ làm clip là mình lần trước mình lắp với cục của Uma rồi, thì hôm nay mình phải chạy của MV giờ một xem cảm giác thế nào. Đấy thì là sau khi các bạn lắp vào là các bạn lắp lại và đổ dầu lại như zin các bạn nhá. Sau khi mình lắp xong cái phần lò xo và cái tất cả rồi, bây giờ mình thử bóp thử xem nó cảm giác thế nào các bạn nhá. Cảm giác nó có mượt không? Đây mình sẽ bóp thử. Đó, anh em nhìn không? Bung đều 5 cái lò xo ra rất là mượt luôn các bạn nhá. Đấy, rất là mượt. Thì chắc chắn là nhiều anh em sẽ đặt cho mình một câu hỏi là anh ơi, lên cái bộ nồi côn 5 lò xo này nó có cứng hay không? Thì mình xin trả lời các bạn luôn là chắc chắn là 5 lò xo thì nó ép sẽ phải cứng hơn rồi, nhưng mà đặc điểm của nó với cái bộ nồi côn chống trượt thì anh em đi đảm bảo an toàn và rất là bốc luôn các bạn nhá. Nếu như mà các bạn nào mà thích tốc độ ấy thì lên cái bộ này là cực là tuyệt vời luôn anh em. Thì mình chưa được test đâu, thì đây là clip đầu tiên và mình cũng sẽ thử test nó đầu tiên các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ ghép vào hoàn thiện và mình sẽ chạy thử xem cái cảm giác nó phê không anh em nhá. Các bạn ơi, mình đã ra đến cái con đường nghìn tỷ đô của mình anh em. Lại chém gió tí thì cái đường nó rất là ngắn và nói chung là nó không được thẳng lắm, nhưng mà nói chung là đẹp nhất ở cái thị trấn của mình rồi anh em ạ. Đấy, nói chung là đẹp nhất các bạn nha. Thì cái đường này thẳng nhất và ít đời người đi nhất. Tớ bắt đầu sẽ test cái bộ côn này các bạn nha. Thì cái bộ này mình đã lắp ok hoàn chỉnh hết rồi. Đấy thì mình sẽ test thử xem nó được mắc bao nhiêu nhá các anh em nhá. Thì anh em lưu ý cho mình là những cái bộ côn anh em mới làm xong ấy thì anh em tốt nhất là cứ đi bình thường thôi đây, nhưng mà hôm nay clip mình sẽ test để xem cái cảm nhận cái lần đầu tiên mình lắp cái bộ nồi côn chống trượt của MV R1 như nào các bạn nhá. Đấy thì mình sẽ đề nổ máy lên và bây giờ mình sẽ test max speed cho anh em xem thử, và lúc mà mình đang đi mạnh đang đi ở cái số cao mình sẽ test thử vào số đột ngột xem nó bị lắc bánh đằng sau các bạn nhá. Đấy, đi như kiểu mình này thì là nó mới phá côn nhanh anh em. Giờ bắt đầu mình sẽ đi cho anh em. Mình vừa test thử lên đến mình không dám nhìn vào mặt đồng hồ nữa, nhưng mà nó cũng khoảng tầm cỡ 100 đến 105 rồi anh em ạ. Thì
Nói chung là cái đường này nó, nếu như mà ở trong những khu vực mà Bình Dương hay là những khu vực mà đường thẳng ấy thì anh em mắc đẹp luôn. Mình cảm giác là rất là ok anh em nhá, với cái giá tiền mà rẻ hơn cả Uma nữa, cho nên là rất là đẹp anh em ạ. Ok các bạn nhá, thì mình cũng cảm giác là cái bộ côn này rất là ok. Giờ bắt đầu là mình sẽ test một mình nhá. Thì vừa rồi mình kèm hai, thì bây giờ mình sẽ nhờ một xe nữa để đi chạy ngoài để xem cảm giác mình test như nào các bạn nhá. Vì cái đường này anh em nhìn thấy không? Đấy, những cái đường rất là xấu luôn, nhưng mà mình sẽ chắc chắn là mình sẽ test một mình, nó sẽ nhẹ hơn và lên nhanh hơn lúc nãy mình vừa đi hai các bạn nhá. Giờ mình sẽ test lần hai anh em. Mình đã về đến nhà an toàn anh em nha. Thì mình đã vừa test xong rồi. Thì đây trên tay mình đây là một cái bộ nồi côn chống trượt của MVG1 lúc đầu mình nói đấy. Thì là bộ này so sánh là sẽ là 9-10 so với Uma mình đang chạy trên chiếc xe của mình các bạn nha. Thì hôm nay là do cái đường test ấy nó rất là ngắn và con xe này lên lốp trước 90 và lốp sau 140 nó rất là nặng rồi anh em. Thì đòi hỏi nếu mà anh em muốn lên khoảng tầm 130-135 ấy thì nó phải quãng đường nó phải dài hơn nữa và đẹp hơn nữa các bạn nha. Đường rất là xấu. Thì clip hôm nay chủ yếu là mình hướng dẫn các bạn lắp xong cái bộ nồi côn chống trượt thì đã ok rồi và đã test rất là ok. So sánh thì cảm giác nó chỉ 1-9-10 so với Uma thôi, nhưng mà giá tiền thì rất là hợp lý cực kỳ luôn so với Uma các bạn nha. Thì clip anh em tớ xin dừng đây các bạn nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn, bye bye. Yeah.